Hello mọi người, hôm nay chỉ có hai sản phẩm giới thiệu tới mọi người ha. Một là cái sheet mask này của Suwasu, đây là nửa phần trên và nửa phần dưới, hai miếng ngọc đắp vào một lần. Và trước đó chị sẽ đắp thử cái mặt nạ lột thanh lọc da này. Và nếu như mọi người chưa biết thì nếu mua một set 10 miếng này thì bên chị sẽ tặng một sản phẩm này nha. Ok, đắp thử cái mặt nạ lột thanh lọc da này. Của sản phẩm này thì cũng giống với những cái sản phẩm đông y khác, thì mùi của nó là mùi thảo dược nha mọi người. Chỉ thấy giống như mùi của mai me á. Bởi vì đây là mặt nạ lột á, cho nên mọi người cũng nên thoa một lớp tương đối ha. Tí nữa mình sẽ lột nó sẽ dễ hơn. Và nếu mọi người thoa một lớp mỏng quá á, lột sẽ mất thời gian lắm nha. Ok, và bây giờ mình sẽ đợi sản phẩm này khô trong vòng chỉ là 5 đến 10 phút. Khô này mọi người, giờ mình sẽ thử ngọt nha. Cái vừa lột xong, hiệu quả tức thì là có thể thấy được là sản phẩm này làm lỗ chân lông của mình cảm giác là nhỏ lại nè. Da có vẻ cũng sáng hơn một tí. Ok, và bước thứ hai, chị sẽ rửa mặt sau đó đắp thử mặt nạ này nhé. Ok, chị vừa rửa mặt xong và bây giờ chị sẽ prep da với nước thần của Sun 37 trước khi đắp mặt nạ ha. Một cái tip cho mọi người là để mặt nạ phát huy được tác dụng tốt nhất thì mọi người nên prep da bằng nước thần nha. Chứ xài là mặt nạ nhân sâm của Suwasu. Và như hồi nãy chứ có nói là mặt nạ này gồm hai phần, nửa phần trên mặt và nửa phần dưới mặt. Bây giờ mình sẽ xé từng phần ra. Wow, nhìn xịn đó mọi người, nhìn rất là xịn nha, nhưng mà giác là nó không có bảo vệ môi trường lắm, quá nhiều nhựa, cảm giác nó giống như một miếng da heo á. Ok, tiếp tục nhìn xe. Wow, mùi nhân sâm cũng rất là rõ luôn. Mình sẽ sử dụng tới nửa mặt dưới nha. Vẫn là một miếng nhựa. Mình cũng gỡ cái phần giấy đi ra. Cái chất mặt nạ này thật sự là lần đầu tiên chị thấy đúng không? Nó giống như là một miếng da vậy mọi người. Và một sản phẩm mà ở cái đắp mặt nạ giấy thì giờ gần đây chị luôn luôn sử dụng kèm, đó là thanh năng lạnh Lady Peel. Hiện tại chị vẫn còn đang bán sản phẩm này nha mọi người. Mà sử dụng thanh năng này mình ấn nhẹ cái mặt nạ ha, cảm giác cực kỳ relax, cực kỳ phê luôn mọi người. Và mình sẽ thư giãn với mặt nạ này trong khoảng 20 phút. Chị làm mặt nạ xong chị mới nhớ là bắt quay. Chị biết mọi người có thấy sự khác biệt gì không, nhưng mà thực sự chị da sáng hẳn luôn. Nếu như mọi người chưa biết thì hiện tại sản phẩm nã xăm của Suwasu này hiện tại bên chị đang sale với set 10 miếng với giá 2,5 triệu và được tặng kèm một tip mặt nạ lột thanh lọc da nha. Clip ở đây là hết rồi, và nếu như mọi người có nhu cầu sử dụng sản phẩm này thì em báo Trí nha.